1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp tục mình lại vừa sửa xong một sản phẩm vang số AAP model là K9008 với hiện được lỗi là máy bị mất tiếng mic. Hiện tại đã sửa ok. Và bên bo sau khi sửa thì khôi phục trở về trạng thái zin bản, vệ sinh sạch đẹp. Linh kiện thay thế đều là linh kiện mới chính hãng nhập trực tiếp nhà máy về nên là cái chất lượng máy chất âm sau khi sửa chữa không thay đổi. Dòng này thì về cái công nghệ mình đã làm chủ hoàn toàn rồi nên là khi tiếp nhận máy sửa rất là nhanh. Linh phụ kiện thay thế có sẵn. Mọi thông tin chi tiết về sửa chữa dòng vang AAP K9008 hoặc là những model khác của AAP thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868599924 hoặc 0979486089 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được tư vấn. Bên mình là một đơn vị chuyên hỗ trợ sửa chữa bảo hành cho anh em công ty đại lý chi nhánh và một số các cái nhà phân phối nên là các cái linh kiện để phục vụ trong cái quá trình sửa luôn luôn có sẵn nên là khi mà tiếp nhận máy làm rất là nhanh mọi người nha. Đó. Chương trình phần mềm công nghệ đã làm chủ linh phụ kiện có sẵn. Đó. Cái này là một cái ưu điểm của mình luôn luôn liên tục cập nhật những cái dòng sản phẩm mới đời cao. Rồi nha. Còn anh em thợ thông thường thì không có công nghệ, không có linh kiện thì tiếp nhận những cái máy này thực sự là nếu như mà mở ra thì cũng không có đồ thay thì cũng chỉ đóng lắp lại thôi. Bởi vì là những cái con linh kiện trên cái dòng này nhập rất là khó. Bên Việt Nam gần như là không có. Đều hầu hết để phải lấy trực tiếp nhà máy về hoặc nhập từ nước ngoài. Đó. Mọi người yêu quý kênh thì có thể đăng ký kênh nhá, cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video.